Đinh Văn Thái xin chào kính chào quý khán giả của Little Sun TV. Thưa quý vị, hôm nay tính theo giờ địa phương tại Washington DC, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tiếp Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron trong một chuyến công du và họp hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. Rất nhiều vấn đề được Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Emmanuel Macron đề cập đến, trong đó có an ninh Âu Châu, an ninh về vấn đề bảo vệ môi trường của quả đất. À, sự thay đổi khí hậu toàn cầu, mối đe dọa của nước Nga, ở cuộc chiến tại um, Ukraine và dĩ nhiên là cũng đề cập tới vấn đề của Trung Quốc. À, ngày hôm qua, thì Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken à, cho biết là các đồng minh trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO rất lo ngại về cái sự tăng cường quân sự nhanh chóng và mờ ám. Đó là cái từ ngữ mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken nói và mờ ám của Trung Quốc À, cũng như sự hợp tác của uh, tập cận bình đối với uh, vladimir putin lãnh đạo của nước nga. Bản tin của ban bình ngữ đài voa cho biết là sau cuộc họp kéo dài 2 ngày giữa ngoại trưởng của các uh, quốc gia thuộc liên minh nato, ngoại trưởng mỹ anthony blinken nói với báo chí rằng các thành viên trong liên minh nato vẫn lo ngại về chính sách cưỡng ép của trung quốc bằng cách sử dụng những thông tin sai lệch, bằng cách phát triển quân đội nhanh chóng, không minh bạch, bao gồm cả cái việc mà Trung Quốc hợp tác chặt chẽ với Nga. Tuy nhiên, người lãnh đạo ngành ngoại giao của Hoa Kỳ cũng cho biết là NATO cam kết duy trì đối thoại Mang tính cách xây dựng với Trung Quốc bất cứ khi nào có thể và hoan nghênh các cơ hội để cùng nhau giải quyết những thách thức chung. Theo lời của Ngoại trưởng Anthony Blinken thì NATO sẽ tiếp tục uh, giúp đỡ cho Ukraine và đồng thời xem xét những thách thức mới bao gồm cả những thách thức do Trung Quốc đặt ra. Uh, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng những gì chúng ta đang nói tức là NATO đang nói đó một lần nữa bảo đảm rằng chúng ta đang làm việc để thích nghi theo những cách cụ thể để đáp ứng với các thách thức, đó là NATO và nước Mỹ. Còn tại Canada, thì thưa quý vị, cũng liên quan đến Trung Quốc, bản tin của Ban Vị Ngữ Đại BBC London cho biết là chính phủ Canada do Thủ tướng Justin Trudeau lãnh đạo đã công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó bao gồm cam kết là sẽ đối phó với một Trung Quốc gây hấn trên thế giới. Chiến lược phát thảo đưa ra một số tiền là 2 tỷ 300 triệu đô la Canada. Tính ra tiền Mỹ đã vào khoảng độ 1 tỷ 700 triệu Mỹ Kim. Chi tiêu nhằm tăng cường an ninh mạng và quân sự trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương và cam kết sẽ đối phó với một nước Trung Quốc đang là vấn đề gây hấn của thế giới. Ngoài ra, cái uh, chiến lược uh, mới của chính phủ Canada cũng cam kết là sẽ làm việc với nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với các v... đối với các vấn đề về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu và thương mại giữa đôi bên uh, chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của Canada nêu chi tiết trong tài liệu dài tới 26 trang trong đó nhấn mạnh rằng Canada sẽ siết chặt các điều luật đầu tư nước ngoài để bảo vệ tài sản trí tuệ và ngăn chặn các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc thu gom ồ ạt cái nguồn khoáng sản quan trọng của Canada Canada hiện nay đang tìm cách thắt chặt thêm mối quan hệ với khu vực Ấn Độ thái Bình Dương và à, cái khu vực này đã gồm có 40 quốc gia chiếm gần 50.000 tỷ đô la Canada trong những hoạt động kinh tế trao đổi mậu dịch ở trong khu vực nhưng mối tập trung của chính phủ Canada vẫn là Trung Quốc vào cái thời điểm mà cái quan hệ giữa Bắc Kinh và Ottawa tức là giữa hai chính phủ Canada và Trung Quốc đang trở nên nguội lạnh. Ngày hôm qua thì bốn bộ trưởng của nội các Canada trong cuộc họp tại Vancouver đã nêu chi tiết về chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương và cho biết là chiến lược này rất quan trọng đối với nền an ninh và khí hậu của Canada cũng như các mục tiêu kinh tế của đất nước này. Chính quyền do Đảng Tự do của Thủ tướng Canada Justin Trudeau lãnh đạo muốn đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại và kinh tế. À, Từ trước tới giờ thì phải nói rằng Canada về mặt kinh tế rất lệ thuộc vào nước Mỹ. Chỉ cần đưa một cái ví dụ, cái số liệu chính thức của chính phủ Canada cho thấy vào tháng 9 vừa qua đó thì cái trao đổi thương mại song phương giữa Canada và Trung Quốc chưa tới 7%. Trong khi đó cái trao đổi thương mại song phương giữa nước Mỹ và Canada là 68% đó là bằng chứng rất cụ thể cho thấy là nếu mà nói về mặt kinh tế đó thì Hoa Kỳ và Canada có một cái mối quan hệ chặt chẽ hơn rất nhiều so với Canada và Trung Quốc. À, tài liệu chiến lược mới của Canada còn nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang càng ngày càng trở thành một cường quốc toàn cầu gây vấn đề và cách mà tiếp cận của Canada được định hình bằng sự phân tích thực tế và rõ ràng về Trung Quốc của ngày nay. Và trong các lĩnh vực bất đồng, chính phủ Canada sẽ thách thức Trung Quốc. Bản tài liệu chiến lược nói rất rõ như vậy. À, cũng cần nhắc lại là cái mối quan hệ căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc đã bắt đầu tăng rất là cao vào cuối năm 2018, khi Canada bắt giữ giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei, tức là bà Mạnh Vãn Châu, à, và để tra thù thì ở Cộng sản Trung Quốc đã bắt giữ hai công dân Canada và cáo buộc hai công dân này là gián điệp. Cả ba người, tức là bà Mạnh Vãn Châu và hai công dân Canada đã được thả. Nhưng mà cho tới nay thì uh, cái um, trao đổi về mặt ngoại giao và thương mại giữa Canada và Trung Quốc vẫn còn nguội lạnh. Hồi tháng vừa qua, chính phủ Canada đã yêu cầu ba công ty Trung Quốc phải bán các khoản đầu tư vào thị trường khoáng sản quan trọng của Canada. Canada viện dẫn rằng một, vì lý do an ninh quốc gia. Tài liệu chiến lược này ở trong phần đề cập đến Trung Quốc có nói rất rõ là chính phủ Canada sẽ xem xét và cập nhật các điều luật cho phép Canada có thể hành động quyết đoán khi các khoản đầu tư từ những doanh nghiệp nhà nước và các thực thể nước ngoài đe dọa đến nền an ninh quốc gia, bao gồm cái chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng của Canada. Bản tin của Ban Việt ngữ BBC London nói rằng tài liệu chiến lược của Canada cho biết là sẽ tăng cường sự diện hải quân trong khu vực Ấn độ thái Bình Dương và tăng cường tham gia quân sự và tình báo để giảm những hành vi mang tính cách cưỡng ép và những hành vi đe dọa đến nền an ninh trong khu vực. Tài liệu chiến lược này cũng cho biết là Canada đang tham gia trong khu vực cùng các đối tác với Mỹ và Liên minh châu Âu. Thưa quý vị, một cái tin đặc biệt ở bên Trung Quốc cũng được thế giới chú ý một phần nào đó thôi. Đó là cựu chủ tịch Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân đã qua đời ngày hôm 30 tháng 11, tức là ngày hôm qua, tại Thượng Hải, thọ 96 tuổi. Giang Trạch Dân lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vào đúng cái lúc mà xảy ra cái vụ đàn áp uh, Thiên An Môn, chúng ta biết 1989 thì uh, Giang Trạch Dân đã uh, xin lỗi quý vị uh, Giang Trạch Dân lên nắm quyền uh, sau khi mà Lý Bằng là Thủ tướng của Trung Quốc nghe lời của Đặng Tiểu Bình để mà đàn áp đấm máu phong trào dân chủ Thiên An Môn, Giang Trạch Dân lên lãnh đạo Trung Quốc trong cái bối cảnh đó để nhằm mục đích uh, tạo lại một hình ảnh của Trung Quốc hội nhập với thế giới thì cho tới ngày hôm nay đấy người ta đánh giá cái sự nghiệp của Giang Trạch Dân người ta nói rằng Giang Trạch Dân có một cái công đã đưa Trung Quốc ra khỏi cái sự cô lập ngoại giao sau cái biến cố đàn áp và phong trào dân chủ Thiên An Môn và đã tạo dựng cho Trung Quốc được một cái nền kinh tế thương mại quân sự và chính trị vững mạnh sau Giang Trạch Dân là Hồ Cẩm Đào sau Hồ Cẩm Đào là Tập cận bình và cách đây hơn một tháng trong đại hội thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hình ảnh mà Tập Cận Bình, Tập Cận Bình cố tình để cho thế giới xem là lúc mà Hồ Cẩm Đào, tức là nhân vật mà kế vị Giang Trạch Vân xếp cũ của Tập Cận Bình ngồi bên cạnh, thì đã bị hai nhân viên an ninh lôi cổ ra khỏi phòng họp của Đại hội Đảng 20. Tập Cận Bình muốn cho thế giới thấy rằng cái triều đại của Giang Trạch Dân, triều đại của Hồ Cẩm Đào hết rồi. Bây giờ chỉ còn có một Tập Cận Bình lãnh đạo tuyệt đối Trung Quốc mà thôi thành thử ra uh, chúng ta không ngạc nhiên khi chính quyền Canada xem Trung Quốc là một mối gây hấn của thế giới và ngoài ra Hoa Kỳ và NATO uh, rất là lo ngại về những hành vi quân sự mờ ám của giới lãnh đạo cộng sản Bắc Kinh. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.